em có hay bị bắt làm trọng tài trong nhà không? Hai con mượn thay cái áo này đi. Em biết chị phải làm sao không? Không cần phải làm gì hết. Từ ngày có hạt nêm Vedan, Vedan nêm đậm đà, thêm gắn bó. Nay có ba loại khẩu vị hoàn toàn mới. Vedan, Vedan.